Em vừa rồi mới biết đến cái kênh YouTube của thầy, thì cũng vừa rồi theo dõi mấy cái video của thầy, em cũng thấy hấp dẫn quá. Còn cái thời gian năm ngoái năm kia thì em cũng sưu tầm mua được mấy quyển sách của thầy viết nhập môn phong thủy hay không, mới nhập môn phong thủy thì em cũng nghiên cứu, thì em rất là ngưỡng mộ về cái khả năng của thầy cũng như là cái tâm đức của thầy, nên là em rất là yêu thích em bộ môn phong thủy. Em đang muốn nghiên cứu, muốn học, thì em muốn hỏi này. Hiện em muốn hỏi thầy là thầy có dạy trường nghề không, thì em theo học thầy. Có thì mình vẫn có lớp truyền nghề đấy. Bây giờ có mình một người đang học. À thế ạ, vâng. Thế thì thầy dạy trực tiếp hay là dạy online? Đều online hết. Online hết ạ, vâng. Và thế thì cách thức học mới những cái thủ tục như nào thì thầy cho em biết được không ạ? Cái trang học của mình là quyhoach.edu.vn, còn cái truyền nghề là 120 triệu. À thế ạ? Ừ. Trang gọi là gì ạ? quyhoach.edu.vn. quyhoach.edu.vn. Nếu mà học lẻ thì là mỗi khóa 30 ngày, còn học chuyên nghề là 120 triệu thì nó rẻ hơn được khá nhiều. Thì là học trong vòng bao nhiêu lâu thầy? Trung bình là một năm. Học trong bao nhiêu lâu? Một năm có 24 khóa. 24 môn chứ. 24 môn. Thế là một năm là xong ạ? Ừ. À thế ạ? Vâng. Em vừa rồi mới xem mấy cái video của thầy, em mới biết đến cái thước tầm long để đo những cái năng lượng, cái khí năng lượng đấy. Vừa rồi em chưa biết. Em thấy cái đấy nó hay quá. Ừ, cái đấy nó kiểm chứng được nhiều thứ mà. Dạ vâng. Thế thì những cái dụng cụ như vậy thầy cũng có bán ạ? Cũng có, mình bán ở trên trang ngocphongthuy.vn. À, ngocphongthuy.vn. Thế thì mấy năm trước em mua cái quyển nhập môn phong thủy cái không của thầy, thì em mua trên Shopee. Vâng, đấy. Mấy cái quyển nhập môn phong thủy đó cũng mua trên Shopee. Mình cũng đang viết lại giáo trình ABC cho mọi người. Vâng, thì em cũng nghiên cứu, em đọc nghiệp cũng mấy năm nay rồi, nhưng mà thực ra thì sách vở thì cũng có những cái là không lĩnh hội hết được. Đúng rồi, đọc sách thì nó bao giờ cũng lâu hơn. Vâng, thế thì muốn là được học trực tiếp với thầy, nhiều cái cũng thắc mắc, không biết hỏi ai để giải đáp được cả. Rồi, cái này thì mấy năm trước thì em cũng tiếp cận được với một số thầy ở địa phương á, thì các thầy cũng là chỉ bảo cho được một số cái kiến thức, mấy cái kinh nghiệm cũng mang tính chất là dân gian. Đấy. Vâng. Thì em cũng biết một chút thôi, nhưng mà chủ yếu là mình áp dụng cho gia đình nhà mình, thì cũng chưa đã hành nghề. Đấy, nghề chính của em thì không phải nghề đấy, nhưng mà cũng yêu thích và đam mê cái này. Rồi. Đấy. Mới hai là cũng quan sát trong anh em họ hàng, mới quan sát xã hội cũng thấy nhiều người họ bị phạm phong thủy, mà họ nhiều khi họ bị oan ra, mình cũng cảm thấy rất là đáng tiếc. Đúng nhưng rồi. Mà mình chỉ được cái tầm tâm cũng không biết làm sao bước được. Đấy, nhiều những gia chủ mà thấy làm nhà làm cửa làm xong cái nọ cái kia thì soi vào cái kiến thức của sách vở của thầy thì thấy họ cũng phạm rất nhiều cái, và đa số là họ cũng đi xem có thầy dân gian, chỉ có xem ngày giờ khởi công mới xem cái tuổi thôi, nên là nhiều cái cũng nguy hại, mình cũng thấy đáng tiếc, nhưng mà mình chẳng biết làm gì được. Đấy, bây giờ học hành nghề cứu người. Dạ vâng, đấy cũng nhìn mà ngay trong gia đình nhà em cũng thế, mà anh em họ hàng cũng thế. Đấy, mà mình thấy mình cũng biết, nhưng mà cũng không biết làm gì, cũng không dám nói gì, bởi vì nói ra thì người ta không hiểu, lại bảo nghe chính đi đoan, hoặc là họ bảo mình không tầm gì mà lại nói với họ cũng rất khó. Đúng rồi. Đấy thì cứ nghiên cứu học trường nghề hay là học lẻ thì tùy bạn. Học chuyên nghề thì tính ra là rẻ hơn rất nhiều. Thế
thì có hai gói, đào tạo ở đấy. Thì mình chỉ có các gói gói lẻ, học lẻ đấy, với ai học trường nghề thì là combo tất cả các khóa. À, một gói trường nghề là 120 triệu đấy thầy. 120 triệu. Thế còn gói lẻ là như nào thầy? Gói lẻ đấy từng một 30 ngày, một khóa 30 ngày là học theo buổi đấy thầy. Không, cứ toàn cứ quay sẵn, cứ vào học, mình mở tài khoản cho học thôi, thì muốn học lúc nào thì học, chủ động thời gian. Đấy ạ. Thì cái gói lẻ này thì lệ phí như nào thầy? Thì tùy từng khóa, ví dụ khóa A là hình như đang 1.2 triệu, 1.8 triệu ấy, mình phải nhớ ở bên trên trang mình có ghi hết. Thế ạ. Học lẻ thì nhìn nó rẻ hơn, nhưng mà học hết các môn thì nó đắt hơn. Thế ạ. Bởi vì là tính đến tiền trăm này thì thực ra thì báo cáo với thầy thì cũng khó khăn về kinh tế. Thế học trước những cái khóa lẻ xem. Vâng. Thì em rất thích học, nhưng mà nói học phí này thì nó cũng cao thật, cao không phải cao so với cái chuyên ngành bộ môn, mà là cao so với cái bản thân mình thôi. Bản thân của em thôi. Thế cứ học khóa A, khóa B đi, hành nghề kiếm tiền đã rồi đủ thì lại học tiếp. À, khóa A và khóa B thì tất cả có mấy khóa thầy? Phong thủy thì mình chia làm A, B, C, D, còn ngoài ra có nhiều khóa khác thì bạn cứ xem trên trang quyhoach.edu.vn ấy. Chẳng hạn khóa công cụ cầm tầm long ấy, khóa âm trạch, khóa tứ trụ, nhiều khóa. Thế cái khóa A, B, C này thì nó đã có được áp dụng cái kiến thức tầm long chưa thầy? Tầm long là khóa công cụ riêng là 9.6 triệu. Thì là cái khóa là khóa riêng đúng không? Đúng rồi. Thì cái khóa đấy thì có thể là mình học đồng thời mấy khóa A, khóa B cũng được như thế. Đúng rồi, tùy người, có người học 3-4 khóa một lúc. À đấy à? Chứ không nhất thiết là phải học theo thứ tự đâu, gì có không, thể đúng rồi. BC trước được phải không? BC trước thì không nên, tại vì khóa A là cái cơ bản nhất, thì ví dụ học B thì lại không biết thì A thì lại không hóa giải được đúng. Em đọc cái cuốn phong thủy không của thầy nó rất dễ hiểu. Em đọc mấy cái cuốn kia nó khó hiểu lắm. Thì các cuốn người ta giấu nghề. Em đọc cái cuốn của Thẩm Thị Huyền Không của Thẩm Trung Nhưng thì thấy khó hiểu hơn đấy của thầy. Đấy của thầy nó dễ hiểu hơn mà nó ngắn gọn hơn, thấy có vẻ là nó đơn giản. Nhưng cái kia thì thấy lý thuyết dày quá, thấy rất nhiều, đọc mãi. Đúng rồi. Đọc mãi hết. Em muốn hỏi thầy một câu nữa như này. Thì thầy ơi, là hành cái nghề này thì có nhất thiết là phải mình có căn, có số hay là không? Cái này như chịu khó được, chẳng cần căn số. Các thầy dân gian cứ nói thế cho hoành tráng để họ thể hiện là họ địa vị cao hơn. À, cứ chịu khó là được hết. Vâng. Bên thầy có cái cấp chứng chỉ hay là cái chứng nhận gì không? Có, học chuyên nghề thì mình có chứng nhận, còn học lẻ bây giờ bên mình không cấp nữa. Ngày xưa thì có, thì bây giờ thì không, thì vì lại mất công đi kiểm tra mọi người. Em thì em đọc cái cuốn kiếm bút phong thủy của thầy, em nhìn những cái hình ảnh ở mấy cái trang đầu á. Em thấy thầy đứng chụp ảnh với một số các thầy phong thủy ở trong nước mới ở thế giới. Em ở đang nhìn thầy trẻ này và tài năng, thế cũng rất là khâm phục, nên rất là tìm hiểu, rất là thích. Thế vừa rồi mới biết cái kênh của thầy đấy. Ừ, cũng mới, mình mới làm kênh mà. Vâng, thì em cũng thỉnh thoảng theo dõi của một số thầy như là thầy Tam Nguyên với mấy cái thầy Phạm Hùng, thầy cũng hay xem theo dõi. Thế vừa rồi mới thấy cái kênh của thầy hiện lên. Đấy thì mới theo dõi, thấy hay quá, mà thầy lại có những cái chỉ bảo nó rất là cụ thể, thiết thực, mà giải thích nó rõ ràng. Đấy. Em nhìn thấy thầy trẻ lắm, em đang muốn hỏi là thầy là sinh năm bao nhiêu, mà thấy cái lịch sử mấy cái lịch sử học tập, mấy cái quá trình học tập sự nghiệp của thầy, thế nó từ cái thời nào? Mình tại vì mình theo học từ bé mà, tại vì đây là gia truyền.
À thế ạ, à, em thấy là thầy là tiếp cận với những cái bộ môn từ năm 1986 thì em nghĩ là chắc thầy phải sinh năm 6 mấy hay 7 mấy. Ừ, mình bảy mấy thôi nhưng mà gia truyền nên tiếp xúc từ bé. Còn các thầy kia là toàn làm ăn các kiểu thất bại rồi mới chuyển sang phong thủy. À thế à, vâng. Em ở sao thầy trẻ thế mà có cái thầy thì học tập từ cái năm 1986, 1990 mấy. Đấy, cái thầy thì em đang học năm nay bao tuổi đấy? Mình là 45, 46 rồi. À 45, 46, vâng. Thế rồi em mấy tuổi? Ừ. Em sinh năm 1979. Vẫn còn nghiên cứu, vẫn còn tốt chả. Vâng. Nhưng mà cũng tiếc thầy ạ. Em cũng, nếu mà thầy có thời gian thì em cũng tâm sự với thầy 1-2 phút nữa. Ừ. Thì kể cũng tiếc em tiếp cận đến bộ môn này cũng hơi muộn. Bởi vì em làm cái căn nhà hiện tại đang ở ấy, thì em làm năm 2013. Thì thực ra thì nghiên cứu cái môn của thầy truyền không đấy thì em mới thấy là nó phạm nhiều cái. Mà đặc biệt là cái nhà của em thì nó phạm vào đúng cái thượng sơn hạ thủy ấy. Và đúng là tọa cấn hướng khôn. Đấy, thì khi em học, em đọc cái của thầy thì thực ra cũng cảm thấy rất là đau đầu, sức ruột. Mà khi vào đến năm thứ 5 thì cũng xảy ra nhiều vấn đề. Đấy, ở từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 thì có vấn đề, từ sang năm thứ 5 thì cũng xảy ra nhiều vấn đề. Đấy, cũng hay ốm đau rồi thất thoát tài sản tiền của cũng nhiều, làm an toàn bị thất bát. Đấy. Đấy, chưa biết hóa giải thôi. Học học xong em bảo là, học xong B rồi hóa giải được. Vâng, thì em đọc sách của thầy em bảo là đằng sau nhà em có cái đồi nó cũng cao khoảng độ 2 mét thôi. Ừ. Cái quả đồi nó nhỏ thôi, em bảo hay là mình ủi bằng thì có được không? Ủi bằng đằng sau đi thì nó được cái cách cục là tọa không chiều mạn thì mình có được không? Thực ra đấy, nó xét về mặt lý thuyết thì nó phải theo hình thế, còn nếu mà học cái B mình hướng dẫn hóa giải thì nó không nhất thiết phải như vậy, có nhiều cách nó xử lý nó đỡ tốn kém hơn. Dạ vâng. Thế thì có 4 khóa A, B, C, D. Tức là mỗi khóa là 13 triệu hả thầy? Không, tùy, có khóa nó rẻ mà. Cái khóa A hình như có 1,2 triệu. Khóa A là học về Bát Trạch, khóa B là học về Huyền Không. Học đến B là đi làm tốt rồi. Làm tốt rồi có thu nhập thì lúc đấy học chuyên nghề. Vâng, em thì báo cáo với thầy thì nghề nghiệp chính của em là giáo viên. Giáo viên thì có khả năng nói tốt thì làm phong thủy tốt, chứ có gì đâu. Thực ra thì cũng có những cái nó khó thầy ạ. Bởi vì là khi làm lĩnh vực này thì cũng có một phần hạn chế về cái vấn đề là cái quan niệm của nhân dân, của dân gian á. Dễ chứ, giống như mình làm thì gần như là một mình một cái tư tưởng còn dân gian toàn nói ngược lại, đúng không? Dạ vâng, đấy kiểu thế. Thì kệ thôi chứ. Đấy. Tức là mình cứ làm cái gì thì liên quan đến tâm linh phong thủy là người ta hay cho rằng là mê tín dị đoan. Thế nên mới phải cần cái công cụ để chứng minh nó là khoa học đấy. Vâng, đấy. Nhân mình mới nói ngay cái câu chuyện bên đại sứ quán. Em David. Đại sứ quán này đến lúc đi tìm khắp nơi cùng họ vẫn phải chọn mình ấy, vì là mình mới có công cụ. Dạ vâng. Các thầy kia toàn nói không có cái gì kiểm chứng đâu. Dạ vâng. Rồi hay thì tí nữa em sẽ đăng ký luôn cái khóa học của thầy. Cái thủ tục đăng ký có khó không thầy? Không, cứ chuyển khoản rồi nhắn email mình tạo tài khoản cho thôi thì vào học được. À dạ vâng. Thầy em hỏi thêm một tí nữa. Ví dụ như trường hợp cái nhà của em nó phạm với thượng sơn hạ thủy thì cái vận táo này nó sắp hết rồi. Còn 1-2 năm nữa thì hết rồi. Thì khi mà bước sang cái vận chín là nó thất vận thì bắt đầu là những cái xấu nó xảy ra, hay nó xảy ra trong vận tám đấy? Nó vẫn xảy ra chứ, nó gặp cứ sao xấu nó bay vào là nó xảy ra. Ví dụ em bảo là 5 năm nó mới xảy ra là tại vì là lúc đấy sao xấu nó mới bay đến chẳng hạn. À thế ạ, vâng. Thế còn trong trường hợp là khi mình sang vận chín thì mình có được hưởng cái tốt ở vận chín không thầy?
thì có cái tốt có cái xấu để xem thực tế. Và ví dụ sang bận 9 thì là chẳng hạn như là sao cử tử là thông tin hội tọa nó tọa ở cái cung tọa của mình ấy thì nó có được cả thế không, hay là vẫn ảnh được cái xấu của vận tài. Về lý thuyết thì nó tốt, nhưng mà còn do bố trí nữa, mà bố trí nhà em lúc đấy nó có phạm hay không. À, cái đấy thì học khóa A với học khóa B thì xử lý được. Đơn giản mà. Vâng. Tức là mỗi khóa khoảng 30 ngày thôi nhỉ? Ừ. Học nhanh thì tùy từng người, có người xem nhanh thì có người có khi một tuần người ta học xong. Đúng rồi. Mình cứ đặt 30 ngày là tối đa thôi, chứ có người người ta xem 1-2 ngày người ta đã xem xong xứ rồi. À thế à? Ừ. Thế thì chúng thầy là có những dụng cụ như là thực tầm long này, rồi có cả những cái vật phẩm, cái linh vật của thứ có đủ hết không thầy? Có, ở trên trang ngocphongthuy.vn ấy, có hết. Em chưa vào trang đấy thì em cũng không nắm được. Rồi em mới vào YouTube của thầy thì em mới xem được một số video của thầy. Thực ra thì em cũng không có nhiều thời gian, bởi vì dạo này đi dạy ứng phó với Covid, đâm ra cũng đi suốt cả ngày. Dạy gấp rút ở trên này, Covid nó cũng đang chuẩn bị, nó bùng phát để dạy gấp rút nên làm suốt cả ngày, nên là cũng chỉ được nghỉ mỗi chiều thứ bảy mỗi ngày chủ nhật. Cứ dỗi lúc nào vào xem được mà. Dạ vâng. Thầy thì thầy có hay dỗi không? Ví dụ như là buổi chiều buổi tối hay dỗi không? Em thì thỉnh thoảng ví dụ thắc mắc hay là muốn tâm sự trao đổi với thầy thì dỗi, thầy cũng vui lòng là... Dỗi thì mình chả dỗi đâu. Hôm nào cũng bận. Đây là đang tranh thủ buổi chiều trước khi đón con thì ngồi nghe thôi chứ. Dạ vâng.